Hello, em chào anh chị. Hôm nay em sẽ đưa anh chị đến khu vườn buổi sáng, vợ chồng em hai ngồi uống cà phê ở đây. Đây là một khu vườn nhỏ thôi, nó chỉ có diện tích là 25 mét vuông. Thì trong đó em trồng là một số loại là đơn thân và đa thân. Khu trước mắt anh chị đang xem đây là em trồng hạt quỷ để nhanh xanh vườn, giá rẻ mà lại làm nhanh xanh vườn. Nếu mà mình chơi theo đam mê thì đây cũng là một khu vườn rất là lý tưởng, nó phủ xanh một mảng tường, nó đưa cho cuộc sống mình thêm thư thả. Nếu anh chị chơi đam mê không nghĩ ngợi đến những cái xa hoa khác thì đây là một trong những mô hình mà em muốn giới thiệu với anh chị để tạo cảnh cho khu vườn nhà mình. Mỗi khi làm về mệt mỏi thì chúng ta có thể ra vườn ngồi nhâm nhi một ly cà phê để thư giãn, ngắm hoa. Khu vườn 25 mét vuông nhưng mà được rất là nhiều chậu. Đó, em thiết kế theo kiểu mặt đứng. Còn bên trên thì anh chị thấy này. Đây, bên trên vẫn có lan, nghìn xuân, hồ điệp, hoàng nhạn. Và kể cả cây tổ quả em vẫn trồng. Đây, mình đưa anh chị đến khu vườn tổ quả đây. Đó, nguyên một khu vườn tổ quả, một góc thôi, nhưng mà nó có thể phủ xanh hết toàn bộ cả khu vườn của em. Đó, phía dưới mùa hè nó nắng nóng quá, một số cây vừa trồng xong em phải để một vài thau nước để giảm nhiệt giảm nhiệt cho vườn. Đó, anh chị thấy 25 mét vuông thôi, nó mang lại cho ta một không gian rất là thoải mái, không cần phải xịn sò đâu. Mấy cây tổ quả đây em mua là 15 20 ngàn một cây thôi. Đó. Đó, nếu mà chúng ta đứng đây mà tạo dáng chụp một mô hình thì có lẽ đây là một trong những mô hình đẹp không kém gì chúng ta đi ra ngoài để tới những món cà phê hay, những món cà phê họ cả trăm triệu cả tỷ để có một bức ảnh đẹp. Thì đây, những khu vực đây là để vợ chồng em uống cà phê, lâu lâu khách bạn bè nó tới cũng hay đứng ở cái mảng tường này để chụp hình. Anh chị nhìn cái khung hình đẹp không? Đó, em trồng nhiều loại lắm, hồ điệp, mấy cái loại rẻ tiền thôi để chơi cho nó vui, nó thỏa cái đam mê của mình thôi. Tết vừa rồi hoa quá trời, em mới cắt ngồng xong. Còn đây là phòng ngủ của vợ chồng em, đây anh chị thấy, đây phòng ngủ đây. Đây, cuộc sống như các bạn thôi. Ngày chủ nhật mà vợ chồng em nghỉ ngơi là ra đây uống cà phê là lý tưởng. Em có lặng ba cái vườn lặng để khi nào tranh thủ em rảnh là em quay. Anh chị xem mấy cái clip trước thì đã thấy em có một cái khu vườn ở trên sân thượng nè, em làm một hai clip ở trên đó rồi. Anh chị muốn xem thì vô trang cá nhân, vô kênh của em, kênh cá nhân của em xem rất hay. Hôm nay dịch cho nên ở nhà này, rảnh rỗi được quay cho anh chị xem. Đây, nếu mà nhìn từ trên xuống dưới là nó phủ xanh như một cái rừng 25 mét vuông thôi. À, cảm ơn anh chị đã xem, tận hưởng cùng em qua màn ảnh nhỏ. Em không có gì hơn, cảm ơn các anh chị đã xem video.
và anh chị đừng quên cho em một like và đăng ký kênh để em hoàn thiện hơn, em có động lực để quay nhiều clip cho anh chị xem. Em cảm ơn, chào anh chị, chúc anh chị một ngày vui vẻ.